Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đến với channel Lụa Lụa Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay Lụa sẽ review nhẹ sân bay quốc tế Đài Loan, sân bay Taoyuan. Lụa không biết đọc sao cho đúng nhưng mà thấy trên mạng người ta dịch sang tiếng Việt là sân bay Đào Viên. Ở đây Lụa thấy có rất là nhiều điểm tiện nghi nha. Đây là những cái chỗ mà máy tính riêng, có trang bị đèn để cho ai muốn nghỉ ngơi mà chờ mình quá cảnh lâu mình chờ. Còn cái chỗ Lụa đang cho quý cô chú anh chị coi là thư viện. Trong thư viện này có nhiều cái tủ, cái kệ họ trưng bày những cái vật như thế này rất là đẹp, những cái đồ sứ, rồi có chỗ chạc điện thoại, có chỗ locker để mình giữ cái điện thoại của mình lại nữa, rồi có chỗ sofa để cho mọi người ngồi nằm nghỉ ngơi khi mà chuyến bay của mình quá phải chờ quá lâu để mà bay cái chuyến tiếp theo. Nhưng mà cái chỗ này thì phải lên tranh thủ lên trước, tại vì cái số lượng sofa này cũng có hạn chứ không phải nhiều. Mình lên sau là mình sẽ không còn sofa để ngồi nữa. Nhưng mà như vậy cũng rất là tốt rồi, tại vì ở từng cái chỗ mà chờ đó là có những cái chỗ ghế sofa riêng để cho mình nghỉ ngơi nữa. Ngoài ra là có những cái phòng để cầu nguyện như thế này nè. Và ở trên tầng này á, là cầu nguyện cho bên đạo Chúa nè, rồi cầu nguyện cho đạo Phật và đạo Hồi hả? Theo Lụa nghĩ là như vậy. Thì đây là phòng cầu nguyện cho đạo Chúa nè. Còn đây là đạo Hồi, Lụa nghĩ là đạo Hồi quá. Để cho ai theo đạo nào thì trong lúc mà chờ quá cảnh lâu có thể vào đây để cầu nguyện. Còn đây là bên đạo Phật, nói chung là rất là sạch, đẹp và nhìn nói chung là rất là yên bình luôn. Trong cái sân bay này Lụa thấy chỗ nào cũng sạch và đẹp, không có chê vào đâu được luôn. Cũng là sân bay ở châu Á, cũng là nước ở châu Á giống như Việt Nam, nhưng mà cái sân bay của người ta là ở một tầm cao khác nha. Còn đây là nơi họ trưng bày những cái tranh bằng tay đó, họ cắt vải, họ làm thành tranh, tranh thêu các kiểu, nói chung nhìn đẹp nha. Đây, cái này là tranh thêu tay nè, nhìn nó hay hay. Cái này hồi xưa giống như là mình đi học, mình có học thêu đó, thì cái này họ thêu thành một cái khăn lớn trên một cái tấm lớn như thế này nè. Thì sân bay này là sân bay quốc tế, là nơi quá cảnh cho nhiều chuyến bay, và trong đó có chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam và từ Việt Nam qua Mỹ. Thì ở trong đây cái chuyến bay này của Lụa phải chờ tới 7 tiếng, cho nên Lụa có thời gian để mà đi khám phá vòng vòng của sân bay này. Lựa chọn cái chuyến bay chờ 7 tiếng bởi vì cái giá vé nó rẻ hơn chút xíu, chứ mình có thể chọn những chuyến bay mà quá cảnh ngắn hơn. Nè, cái khu mà người ta trưng bày tranh cũng đẹp. Và ở trong đây chỗ nào Lụa nói cũng sạch bóng, sạch mà không thể nào mà chê vào đâu được hết á. Ở trên đây thì có một cái màn hình để giới thiệu về những bức tranh này. Thì mình không có biết tiếng Đài Loan nên không có đọc được là họ đang diễn giải như thế nào. Tuy nhiên có những cái phần tiếng Anh ở bên phải nè, mà thực ra Lụa cũng không có thời gian để mà đọc. Rồi có những cái quầy thức ăn, rồi có những cái máy tự động để mình mua nước. Ở đây có một cái đàn piano và có khách họ cho con họ ngồi đánh nè. Lụa có quay lại một chút xíu. Và một cái điểm Lụa rất thích ở đây là nhà vệ sinh rất là sạch nha. Trời ơi, nó sạch mà không thể tưởng, đây là một cái nhà vệ sinh nè. Bên ngoài có ghế cho những ai thích ngồi trang điểm thì ngồi. Ở trong nhà vệ sinh hả, mọi thứ đều rất là sạch. Và rác ở trong nhà vệ sinh Lụa thấy là dọn liên tục nha, không có bao giờ để thấy mà lên nửa thùng hết, dài miếng là thấy có người dọn. Và cái nhà vệ sinh hiện đại, bấm nước, rửa rồi này nọ, nhưng mà Lụa không có biết xài. Nào giờ chưa xài qua cái nhà vệ sinh này. Nè, quý cô chú thấy không, rất là sạch. Mỗi một nhà vệ sinh thì họ thiết kế theo cái kiểu khác nhau, gạch khác nhau, tường khác nhau. Nhưng mà dù là nhà vệ sinh thiết kế theo kiểu gì thì cũng rất là sạch. Và cái người lau dọn, Lụa thấy lau dọn liên tục luôn. Thường mình đi ở sân bay Tân Sơn Nhất của mình là Lụa gớm nhất là cái nhà vệ sinh. Còn ở bên Đài Loan, Lụa đi thử tất cả các nhà vệ sinh ở cái tầng mà Lụa chờ. Lụa đi ở bên dưới, Lụa đi ở trên, Lụa đi đủ chỗ để Lụa coi cái nhà vệ sinh có chỗ nào dơ, giống như là mình đang soi dạch lá tìm sâu vậy đó. Mà đúng là trời ơi, của họ rất là sạch. Nè, đây là nhà vệ sinh nam, cũng rất là sạch, sàn trong nhà vệ sinh, cửa, nói chung là không có chê được. Còn bây giờ đây là nhà vệ sinh này là vẫn là nhà vệ sinh nam. Một lát nữa Lụa sẽ quay qua bên nhà vệ sinh nữ cho quý cô chú anh chị coi. Nó sạch dữ dằn luôn. Hồi nãy là cửa màu trắng, bây giờ cái cửa này giống cửa gỗ nhưng mà vẫn rất là sạch nha. Rồi mình qua bên chỗ nhà vệ sinh nữ.
Khúc này Lụa định quay short cho cả nhà xem, nhưng mà cuối cùng thấy trời sân bay này sạch quá, chỗ nào cũng đáng để khen hết. Thành ra Lụa quay một cái video dài hơn 60 giây để cho quý cô chú anh chị các bạn thấy là nhà sân bay của Đài Loan rất là sạch, nhà vệ sinh nào cũng sạch, thấy người lau dọn lúc nào người ta cũng lau dọn hết. Cái cửa giả gỗ này chắc là gỗ thiệt quá, Lụa cũng không biết là gỗ thiệt hay giả, nhưng mà nhìn rất là sạch và sang. Trời ơi, đúng là sân bay nhà người ta, nhìn mà khát khao cho sân bay Tân Sơn Nhất của mình. Sân bay Tân Sơn Nhất của mình á, Lụa thấy nó hơi nhếch nhác một chút, hơi cũ, không có được sạch sẽ. Còn ở đây có cả điện thoại cho những ai mà muốn gọi điện thoại. Rồi nè, đây là cô lao công nè, Lụa thấy hở ra vô liên tục, dọn liên tục. Và một cái tầng như vậy nè, rất là nhiều nhà vệ sinh, cứ chút xíu là có nhà vệ sinh, chút xíu là có nhà vệ sinh, và có cả máy nước để cho những ai cần thì lấy nước uống. Còn những cái quầy, những cái sảnh chờ thì họ trang trí, họ giới thiệu những cái nét văn hóa của Đài Loan. Này thì giống như Việt Nam mình chút chút, có chăn trâu, có nhà sàn, có mái tranh, thì cái này nó cũng tương tương đồng giống như là của Việt Nam, bởi vì cùng là người châu Á. Một cái cách mà giới thiệu cái nét văn hóa của Đài Loan rất là hay nha, để những ai, những du khách nào mà họ quá cảnh ở đây, họ có thời gian tìm hiểu. Rồi đây là một nhánh sảnh chờ nè, một trong những sảnh chờ. Mỗi sảnh chờ họ thiết kế khác nhau, những cái bàn đá nè, rồi những cái chiếc thuyền, và trên những chiếc thuyền nằm thì có lót miếng nệm để cho nằm đỡ im nè. Họ giới thiệu về những người dân tộc của họ nè, những cái quầy như thế này. Nói chung là Lụa thấy rất là hay, mỗi sảnh là một cái thiết kế khác nhau và giới thiệu khác nhau về đất nước của họ nha. Còn chỗ này thì Lụa thấy họ giới thiệu về một cái ga xe lửa, thì Lụa nghĩ rằng đây cũng là một cái ga xe lửa mà nổi tiếng của Đài Loan, mà mình thì không biết được tại vì Lụa chưa có bao giờ tới Đài Loan để du lịch cả. Nhưng mà thấy Lụa thấy họ để mỗi sảnh một chỗ như thế này, nhiều chỗ để giới thiệu như thế này, thì đó hẳn là một cái nét văn hóa, hay là một cái vật sản, hay là một cái chỗ đáng nhớ của người dân Đài Loan. Còn đây là thư viện nè, để cho ai quá cảnh lâu thì có thể ngồi đây đọc sách chờ. Và cái thư viện của người ta cũng rất là sạch và đẹp nha, bàn ghế thì thưa thưa nhau ra nè, nhìn không gian rất là sạch sẽ, yên tĩnh. Này có ghế các kiểu, ghế salon, ghế bàn cao, dành cho những ai mà muốn nghỉ ngơi, muốn ngồi khu nào thì tự chọn. Và đặc biệt là Lụa rất là thích ở đây là khi mà bước vô đây mà vô wifi á, là tốc độ wifi của họ rất là mạnh nha. Đây là một sảnh chờ khác nè, họ lại giới thiệu khác về cái nét văn hóa của Đài Loan nè. Nè, mỗi chỗ là một chỗ khác nhau. Chỗ này thì họ giới thiệu về những cái loài chim mà ở Đài Loan, còn những cái chỗ ngồi thì họ làm thành cái tổ chim, có những cái trứng chim nè. Và những cái ghế này thì ngồi cũng rất là êm. Rồi ở trên tường thì họ để hình những con chim khác nhau, và có cả những cái tấm mà giới thiệu những con chim này là những con chim gì. Còn chỗ này là chỗ quầy bán hàng, thì trong đây họ bán sách vở, quà lưu niệm, nói chung là nhiều cái đẹp lắm. Mà cái cách họ trưng bày nhìn nó gọn gàng, nó đẹp, nó rộng rãi. Có Lụa thích cái sảnh này nè, là họ thiết kế những cái tượng nhỏ hơn lớn nhỏ khác nhau của các nhân vật. Lụa nghĩ là trong truyện kiếm hiệp hoặc là trong phim kiếm hiệp nổi tiếng của Đài Loan. Thì đây ở trong quầy thư viện họ vẫn bán những cái tượng này. Rồi có một cái sảnh chờ họ lại cho mình coi những cái tượng này nữa, họ làm đẹp lắm, công phu lắm. Những ai mà rành về cái chuyện đó hoặc là cái tác phẩm đó hoặc là phim đó thì chắc hẳn sẽ biết là đó là chuyện nào của Đài Loan. Còn riêng Lụa thường nhìn thì Lụa đoán là một cái tác phẩm nổi tiếng của Đài Loan. Đây là cái chỗ bán hàng quà lưu niệm của họ nè. Nè, những cái quạt rất là đẹp luôn. Những cái chỗ bán hàng của họ cũng rất là lớn nha, lớn hơn hẳn so với sân bay của Việt Nam mình luôn á. Đây là cái sảnh chờ mà hồi nãy Lụa nói là những cái nhân vật nào đó trong truyện hay là trong phim kiếm hiệp nào đó của Đài Loan. Đây họ làm cái tượng này rất là lớn nè, nhìn nó đẹp lắm.
rất là công phu, quần áo, tóc tai rồi công phu lắm. Còn những cái tượng nhỏ hơn thì nằm trong tủ nè, cũng đẹp luôn. Nhưng mà Lũ thích tượng lớn hơn bởi vì tượng lớn hơn họ chú ý đến từng chi tiết và nhìn rất là đẹp. Đây, những cái tượng lớn như thế này nè, Lũ khoái những tượng gì nè, nhìn nó đẹp gì đâu á. Quần áo, tóc tai nữa là họ làm rất là công phu nha. Đây, họ có giới thiệu về những cái nhân vật, những cái tác phẩm này vào những năm nè. Thì nói chung là Lũ không biết là đang là tác phẩm gì, phim gì, nổi tiếng như thế nào. Nhưng mà thấy họ dành riêng một cái sảnh thì biết là một cái tác phẩm cũng mang một dấu ấn lớn đối với người Đài Loan. Nguyên một sảnh như thế này họ trưng bày rất là nhiều. Mỗi nhân vật họ để kèm theo một cái ghi chú cho mình thấy là nhân vật nào trong cái tác phẩm đó. Mà thấy rất là giống luôn nha. Đây, những cái tượng lớn thấy ngồi nó gần, người ngồi ngoài gần bằng cái tượng trong luôn. Tượng cũng rất là lớn và rất là đẹp. Lũ thích cái tượng bên trái này nhất nè. Hồi xưa, hồi nhỏ là Lũ rất là ghiền coi phim kiếm hiệp. Lớn lên rồi thì hết ghiền, chứ mà hồi nhỏ ghiền lắm nha. Đây, nguyên cái sảnh của họ đây, nhìn rất là dễ thương, nhìn rất là đẹp nha, sạch. Rồi Lũ đi từ đầu trên tới đầu dưới hả, cái nền sạch bóng, nói chung là chỗ nào cũng sạch hết trơn á. Ở tầng này á thì có hẳn một cái khu nghỉ ngơi giống như Lũ Lô Xô hồi nãy, là có sofa nè. Còn không thì từng sảnh ngồi cũng có sofa để cho mình ngồi chờ và nghỉ ngơi. Còn chỗ này thì sảnh này thì họ lại là thiết kế theo kiểu cối xay gió. Thành ra mình thấy những cái chỗ ngồi nó giống như là cái cối xay gió vậy đó. Mỗi sảnh có một cái nét riêng. Mình vô đây mình đi vòng vòng mình coi giống như là một cái chỗ trưng bày nghệ thuật vậy đó. Còn đây là những cái chỗ mà mua hàng miễn thuế, thì sân bay nào cũng có hàng miễn thuế. Nhưng mà ở sân bay Đài Loan thì Lũ thấy cái quầy bán hàng của họ rộng lớn nhiều chỗ lắm nha. Và theo Lũ biết thì đây là cái sân bay, cái ga thứ hai họ xây từ năm 2000. Và 2015 thì họ xây cái ga thứ ba. Nhưng mà Lũ đang tới là Lũ đang ở là cái ga thứ hai. Thì nếu mà tính từ năm 2000 tới bây giờ là cũng 20 mấy năm rồi. Và vẫn còn giữ rất là sạch sẽ. Nói chung là nhìn cái cách họ đưa người tới quét dọn liên tục, trong nhà vệ sinh ra tới bên ngoài lau chùi liên tục là biết họ giữ gìn vệ sinh tốt cỡ nào rồi. Lũ thấy là cái sân bay của Đài Loan này sạch hơn cả sân bay của Mỹ ở Los Angeles nữa nha. Bước xuống sân bay này là thấy hẳn một cái sự, một cái level khác hẳn luôn á. Và ở trong đây thì nhiều chỗ họ lót thảm lắm luôn. Và đi cũng rất là êm. Những cái chỗ lót thảm thì Lũ thấy họ giữ gìn cũng rất là sạch. Nói chung là Lũ hết lời, khen hết lời dành cho sân bay của Đài Loan luôn á. Lần trước Lũ đi qua Mỹ là Lũ có ghé sân bay của Hàn Quốc. Cũng thấy rất là đẹp, rất là sạch. Bây giờ ghé sân bay Đài Loan cũng đẹp và sạch luôn. Nhìn lại thì chỉ có ước một điều cho sân bay Tân Sơn Nhất của mình phải được 50% của sân bay này thì tốt quá. Đây là cái chỗ họ trưng bày để mà mình thử trà, những cái loại trà khác nhau của Đài Loan. Bởi mình thấy cái sân bay của người ta, mình mới hiểu lý do vì sao sân bay của người ta là cái chỗ quá cảnh của nhiều cái chuyến bay quốc tế khác nhau. Còn ở Việt Nam thì hình như hầu như là không có quá cảnh luôn á, chỉ có mình đi tới sân bay người ta rồi mình ngừng để mình đi chuyến bay khác thôi à. Đây, họ lót thảm, các loại thảm khác nhau trong sân bay của họ nha. Từng quầy bán hàng nhìn sạch sẽ, gọn gàng, bóng loáng. Nãy giờ là Lũ đi quay các góc, các nơi của sân bay Đài Loan. Quý cô chú anh chị có thấy đúng như lời Lũ nói không? Rất là sạch sẽ, sang trọng, rộng rãi. Còn sân bay Tân Sơn Nhất của mình thì Lũ nghe nói là cứ bị cắt xén diện tích để làm sân golf. Mà những cái sân golf rồi không có, gọi là không mang giá trị gì tới cho quốc gia Việt Nam mình hết. Còn sân bay là cái nơi mà đáng lẽ mình cần phải mở rộng, mình cần phải tập trung buôn bán, nâng cao để mình đón nhiều khách quốc tế thì lại không tập trung. Bây giờ cứ nghe nhiều dự án xây từ năm này qua năm nọ, Lũ cũng không biết tới khi nào mà sân bay của mình được một phần của sân bay Đài Loan nữa. Ở đây thì có nhiều quầy bán thức ăn lắm, giá cả cũng phải chăng, nên nếu mà chờ lâu thì cũng không sợ bị đói.
Đây là góc nhìn từ trên cao, Lụa nhìn xuống để cho quý cô chú anh chị coi. Trong sân bay này cũng khá là lớn, và những cái quầy đồ ăn thì người ta ngồi ăn đông nghẹt luôn. Rồi từng cầu thang đi nó cũng đẹp nữa nè, quý cô chú anh chị coi không, người ta để bông hoa rồi lau chùi sạch sẽ. Nói chung Lụa đi từ ngóc nào Lụa thấy chỗ nào được có Lụa chui vô, Lụa thấy chỗ nào được có Lụa chui vô, Lụa coi có chỗ nào dơ không. Thì chỗ này đúng là sân bay này phải nói là 10 điểm nè, thảm từ thảm này xuống tới thảm kia và nhìn rất là sạch, không có cảm giác là những cái thảm này bị dính cái gì hoặc là dơ hoặc là bụi đâu nha. Nè bên kia là một loại thảm khác nè. Rồi ngồi đây thì ngắm những cái bạn tiếp viên hàng không của các hãng hàng không khác nhau. À có một điều nữa Lụa thấy đặc biệt là vừa bước xuống một cái Lụa thấy tiếp viên hàng không của Đài Loan á, ai cũng dáng đẹp, cao thon và da rất là trắng, rất là mịn nha. Bạn nào cũng y chang như luôn, da trắng mịn lắm. Còn đây là tiếp viên hàng không của Dubai. Đây là tiếp viên hàng không của Đài Loan nè. Mấy bạn này trắng mịn, bạn nào cũng vậy, trắng mịn hết trơn á. Da họ đẹp hơn da gái Việt Nam mình nhiều lắm luôn. Đang ngồi đây tha hồ mà ngắm. Có điều là Lụa đi thì có bạn đa số là đeo khẩu trang, ít ai để lộ mặt ra để mình ngắm mặt lắm. Nhưng mà ngắm cái dáng và ngắm các cặp mắt, cách trang điểm, tóc tai và da thì ai cũng đẹp hết trơn. Hồi xưa là Lụa cũng có một ước mơ là lớn lên làm tiếp viên hàng không để được đi đây đi đó. Nhưng mà lớn lên rồi phát hiện trời ơi chiều cao quá khiêm tốn, nên Lụa đã từ bỏ ước mơ rất là sớm. Hãng hàng không này là hãng hàng không Starlux. À, nãy giờ Lụa quên nói là Lụa đi hãng Starlux là hãng con của Eva. Và máy bay cũng lớn nha, màn hình để mà mình giải trí, coi phim, mình chơi game cũng rất là lớn. Đây là bên trong máy bay nè. Và có một cái nữa là thức ăn ở đây Lụa thấy cũng ngon, phù hợp với khẩu vị của Lụa. Không biết là đa số mọi người có ngon không, chứ mà riêng Lụa thấy đồ ăn ở đây ngon nha. Món nào cũng ngon, cơm cũng ngon, mì cũng ngon, mà cháo cũng ngon. Rau, trái cây hoặc là rau, sữa chua, cháo. Cái này là Lụa không lấy bánh mì nên là người ta không có đưa bánh mì. Rồi, đó là tất tần tật những cái review nhẹ của Lụa về sân bay này. À, kính chúc quý cô chú anh chị các bạn luôn dồi dào sức khỏe và nhiều niềm vui. Nếu thấy thích thì bấm cho Lụa một like nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.